À chị à, ơi, bây giờ có cái chiếc xe nào mà tầm khoảng hơn 200 triệu đồng mà số tự động gầm cao cao tí không? Có luôn em ạ. Đâu? Ford Escape. Đây á. Đây á, đây là Kia K3 à. À đâu? Bác nào có nhu cầu không? Escape đó, à, đây, đây đúng không? Escape đây em. Ford Escape. Giá chỉ có 270 triệu. Con này đời bao nhiêu nhỉ? Được sản xuất năm 2011. À, Escape 2011. Đúng rồi. Con này em nghe nói như là máy của nó là máy 3.0 đúng không nhỉ? Máy không, nó có bản 3.0 và bản 2.4. Con này là bản 2.4 nhá. 2.4, 2.3 gì đấy đúng không? 2.4, 2.3 gì đấy. Đấy. Giá của nó là 270 triệu số tự động này. Đâu, 270 triệu. Đúng số rồi. Đấy, số tự động này. Số tự động, một cầu. Mấy chỗ ấy? Con này là 5 chỗ gầm cao nhá. 5 chỗ gầm cao, con này hợp lý nhỉ? Nhỏ gọn đi phố, nhỏ đi, gọn đi đi được phố, đấy. Đi gia đình hợp lý luôn. Máy con này 2.3, 2.4 thì quá hợp lý rồi. 2.4 thì nó rơi dao động tầm khoảng 11 lít quay đầu. À, cực kỳ đẹp hợp nhỉ? Lý. Con này biển mà đi 99 Bắc Linh. Con này mà đi công trình, con này biển hơi xấu tí. Bác nào xấu quan trọng gì? Cho về sang tên biển mới. Đúng rồi, không có vấn đề gì cả. Đấy. 2010 mấy nhỉ? 2011 em ạ. 2011. Đúng rồi, 5 chỗ gầm cao. Một chiếc xe mà bác nào đi gia đình thì yên tâm là không sợ mệt. Mà giá rất hợp lý, chỉ có 170 triệu đúng không? Sao toàn cắt của chị 100 triệu thế? Bao nhiêu? 270 triệu nhá. Bác nào thiện chí vẫn có giá bớt nhá. Ok, nhưng mà tóm lại con này nó có bị lỗi lầm gì hay không hay nào? Cam kết lỗi lầm bằng văn bản luôn. Không lỗi này. Không lỗi gì cả. Không tai nạn này. Không tai nạn đâm ba này. Không tai nạn đâm ba luôn. Ok. Đấy. Mà giá chỉ có 270 triệu đúng không? 270 triệu, Ford Escape được sản xuất năm 2011 nhá. Ok, được. Thế được rồi, để giới thiệu khách. Giới nhá.